Xin chào các bạn, trong tầm giá khoảng 9 triệu, chúng ta có thể mua được những chiếc smartphone với con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng là 9 triệu thì chiếc Blackshark 5RS sẽ chỉ là con chip Snapdragon 888 cộng mà thôi. Vậy thì tại sao? Nhân tiện rất lâu rồi thì chiếc máy này mới được xuất hiện trên kênh của Mobile City. Vậy nên trong video ngày hôm nay, mình sẽ test lại game em nói nhé. Để xem là ở năm 2023 thì con chip Snapdragon 888 cộng trên một chiếc gaming phone sẽ chiến game ra sao. Ok, bắt đầu nhé. Vẫn như mọi lần thôi, đầu tiên thì mình sẽ sơ qua thông tin của chiếc Blackshark 5RS này. Máy đang chạy trên phiên bản GUI 12, dựa trên nền là MIUI 12.5 nha các bạn. Đây sẽ là phiên bản RAM 8GB này, bộ nhớ trong 256GB. Và với dòng Blackshark thì chúng ta sẽ có hai cái phím trigger. Đó. Các bạn giữ vào hai phím để vào Shark Space nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test với hai tựa game. Đầu tiên sẽ là một game bắn súng Call of Duty và thứ hai sẽ là một tựa game Genshin Impact. Ở mỗi tựa game nha thì mình đều sẽ chỉnh mức performance lên cao nhất. Đó. Và cái phần màn hình này thì mình sẽ để tần số quét là 120 thôi. Nhưng mà cái phần chạm cảm ứng thì mình sẽ kích lên 720Hz nha. Đó. Tương tự như vậy với cả Call of Duty. 120 này, 720Hz. Rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu với cả Call of Duty trước. Về mặt đồ họa của game thì tất nhiên rồi, mình sẽ chỉnh đến mức cao nhất nha. Rất cao này. Cái số khu hình trên dây thì mình sẽ chỉ để là tối đa thôi, tại vì mình chơi sinh tồn. Phong cách đồ họa thì là sinh động. Cái phần Battle Royale đây, mình sẽ bật mọi thứ lên nha. Trước khi bắt đầu thì mình sẽ chỉnh qua một chút về cái phần phím trigger của máy. Các bạn vuốt từ góc phải hoặc trái màn hình xuống nhá. Chúng ta sẽ có phần Master Control này. Đó. Bên trái thì mình sẽ để là nhắm. Phím bên phải thì sẽ là bắn. Đó, hơi ngược một xíu. Hiện tại thì máy đang còn 100% pin nha các bạn. Mình mới sạc xong mà. Và mình sẽ chơi bằng kết nối wifi. Máy không lắp sim, độ sáng thì để khoảng 60%. Tất nhiên là em này sẽ có hai loa stereo rồi. Loa rất hay ấy chứ. Cầm em Sắc 5RS này thì hơi dày các bạn nhá. Gaming phone mà. Nó sẽ phải dành rất nhiều không gian để mà lắp tản nhiệt. Đồ họa của Call of Duty đẹp nhỉ. Súng hết tèo. Nhưng mà mình phải chia sẻ thật là cái phím trigger của chiếc Sắc 5RS thì mình thấy bấm không sướng bằng so với cả Sắc 4S hay là Sắc 5. Đúng là 720Hz có khác. Vuốt trên này rất phê các bạn nhé. Về màn hình thì chiếc máy này vẫn là tấm nền E4 của Samsung thôi. Năm nay chúng ta có E5, E6 rồi. Nhưng mà về hiển thị em này vẫn rất ok. Từ đầu game tới giờ thì không có hiện tượng gì giật lag cả. Nói chung là kể cả chơi max setting thì vẫn chưa làm khó được con chip này. Nhưng mà máy hơi ấm một chút nha. Ok. Máy vẫn hạ được người. Nó lốp. Đây rồi. Ok, ui. Sau 26 phút này, máy tụt xuống còn 96% pin. Nhưng mà tụt từ 100% pin thì nó sẽ hơi ảo một chút nhá. Nhiệt độ phía mặt trước khoảng 39 độ C nha các bạn. Cạnh viền này cũng lên khoảng hơn 38 đấy. Phía mặt sau thì mát hơn. Tối đa chỉ khoảng 37,8, gần 38. Đây sẽ là biểu đồ nha các bạn. Nói chung thẳng tắp thôi. Thi thoảng thì khựng nhẹ nhẹ xuống tí. Nhưng mà các bạn sẽ không thể cảm nhận được khi chơi. Trung bình sẽ là 60,5 FPS này. Thẳng tắp. Ok, mình sẽ chuyển sang tựa game thứ hai nha. Genshin Impact. Hiện tại thì máy còn 94% pin. Về mặt đồ họa của game thì mình sẽ thử mức cao nhất trước nha. 2GB này, bật 60 FPS. Tuy nhiên cái phần motion blur, hiệu ứng là mờ chuyển động thì mình sẽ tắt đi. Ok, 59, 60, 61, 62 luôn. Xem là có duy trì được không. Khi vào map thì nãy có khựng nhẹ nhỉ, khựng xuống 4x.
rất nhiều quá ấy. Ui, cần hẹo. Thôi, vừa rồi khi mà đánh 4-5 con quái thì FPS vẫn ngon nhỉ. Mình sẽ dịch chuyển ra cái chỗ để mà hồi máu phát nha. Đấy, xuống 50 này. Ui, giật. Tăng lượng lên xíu. Ok, mình sẽ dịch chuyển sang khu vực map khác đánh tiếp nha. Những cái lúc không đánh quái thì rất là mượt nhỉ, toàn 60. Nhưng mà nó cũng chỉ xuống 5 mic thôi các bạn nhé. Gọi là cảm thấy hơi khựng khựng nhẹ tí. Vẫn chơi được. Ủa, bắt đầu có hiện tượng số 4x đấy. Nói chung chơi đến tầm này thì nhiệt độ cũng rất nóng rồi. Chạm vào cái khung viền hơi bỏng tay luôn. Yeah, nóng quá, bắt đầu là cầm khó chịu rồi nha. Ui, xuống 3x luôn. Cầm máy khó chịu quá rồi các bạn ạ. Mình chơi được khoảng 15 phút này. Máy tụt xuống còn 84% pin, tức là mất khoảng 10% nha. Nhiệt độ phía mặt trước này, khoảng hơn 45 độ C các bạn nha. Cạnh viền cầm rất nóng luôn, hơn 46 một chút. Phía mặt sau này, cụm cam thì nóng hơn, 46, 47 các bạn nha. Còn đây sẽ là biểu đồ này. Có khoảng 3 lần mình dịch chuyển nha, thì FPS sẽ bị tụt sâu. Đây là 2 lần khi mình bấm vào map này, nó cũng sẽ bị tụt xuống 3x và 4x. Trong combat thì đây, tụt xuống 5x rất thường xuyên. Thi thoảng số 4x, nhưng mà tầm 10 phút đổ đi thì thậm chí là tụt xuống 3x nha. Trung bình các bạn sẽ được là 56,6 FPS. Ok, vừa xong thì mình đã test game trên chiếc Xiaomi Blackshark 5RS. Có thể thấy là con chip Snapdragon 888 Plus ấy, thì vẫn đủ sức chơi Genshin Max Setting. Nhưng mà tất nhiên, FPS sẽ không quá ngon nha. Trong giao tranh đông thì có thể tụt xuống 3x, thi thoảng thôi. Tổng thể chơi được nhưng mà không quá phê. Với chiếc máy này thì theo mình thấy, khi mà các bạn chơi game nặng thì vẫn nên gắn thêm sò vào nhé. Nó sẽ chiến ok hơn. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc máy này? Trong mức giá khoảng 9 triệu thì Blackshark 5RS có xứng đáng hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới nha. Link mua của em nó mức giá rẻ nhất tại Mobile City. Mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận game của video. Giờ thì xin chào, bye bye.